Chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem về cái phần bọt lá có tên là bo trắc. Phần bọt lá bo trắc thì sẽ ngăn ngừa các hiện tượng như là thiếu hụt bo này và các hiện tượng như chết đỉnh sinh trưởng này, lá nhỏ này, xoăn lá non này và lá bị biến dạng này và cháy lá. Bo trắc còn giúp tăng tỷ lệ đậu hoa và trái. Về thành phần chính của bo trắc gồm có boron 10,9% và pH là 8-9, tỷ trọng là 1,374-1,378. Về công dụng của bo trắc, bo trắc sẽ giải quyết các triệu chứng thiếu hụt bo này, gây ra các hiện tượng như chết đỉnh sinh trưởng là ngù đọt và chết ngọn này, gây ra lá nhỏ, xoăn, lá biến dạng và cháy lá, và ngăn được các hiện tượng như ra hoa ít, chồi hoa bị khô và sức nảy mầm của hạt phấn, kém và tăng tỷ lệ đậu hoa, đậu trái và chống rụng trái non và trái nhỏ và hạn chế được hiện tượng trái bị dị dạng, biến màu, nứt nẻ và bọng ruột này và chảy nhựa trên trái nữa. Còn trên cây ăn trái như và rau màu, bo trắc sẽ rất cần thiết cho sự phát triển của mô phân sinh và cho sự tăng trưởng của thân rễ, giúp hạt phấn nảy mầm, ra hoa đều, bông to, dài và tăng sức sống cho hạt phấn, tăng tỷ lệ thụ phấn, hạn chế rụng hoa, rụng trái non, ngăn ngừa hiệu quả các hiện tượng thiếu hụt dinh dưỡng như bo và canxi, tạo sự cân bằng giữa chất đường và tinh bột, tăng năng suất và chất lượng của trái cây. Bo trắc còn có tác dụng giúp cho cây lúa trổ đều, trổ thoát không bị nghẹn đồng và tăng tỷ lệ thụ phấn, hạn chế được ít hạt lép hơn và giúp hạt lúa chắc hạt hơn, bông lúa dài hơn, không bị muối và giảm sự hao hụt sau thu hoạch. Về hướng dẫn sử dụng bo trắc có thể hỗn hợp với các loại thuốc bảo vệ thực vật khác và phân bón lá thông dụng khác để xịt. Còn đối với cây ăn trái, sử dụng với liều lượng khoảng 20ml cho bình 16 lít nước. Phun khi chồi hoa nhú khoảng 10 đến 15cm và phun sau khi tượng trái sẽ giúp chống rụng trái non. Bo trắc có thể trộn thêm canxi là 20ml bo trắc và 20ml canxi cho một bình 16 lít nước, hoặc pha 250ml bo trắc và 250ml canxi cho phi 200 lít nước. Phun 2 lần, mỗi lần cách nhau 10 đến 15 ngày. Còn đối với rau màu, sử dụng với liều lượng khoảng 10 ml cho bình 16 lít nước. Sử dụng khi cây nhú chồi hoa và khi có trái non. Còn đối với lúa, sử dụng khi trổ đều và khi vào hạt sẽ giúp chắc hạt, mẩy vàng sáng hơn. Có thể dùng khoảng 10ml bo trắc cộng thêm 40g 7544 cho bình 16 lít nước, phun định kỳ 7 đến 10 ngày lần trước khi trổ và sau khi trổ. Xin hết ạ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip nhé. Các bạn có thể đăng ký kênh này và bấm vào nút chuông để mỗi khi
kênh có video mới, các bạn sẽ nhận được thông báo và về những video mới nhất đó. Thuốc thực vật là kênh chuyên cập nhật và chia sẻ công dụng của các loại thuốc bảo vệ thực vật có trên thị trường hiện nay để cho các bạn cùng tham khảo nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh Thuốc Thực Vật nhé, để được nhận các video mỗi khi có kênh có video mới nhé. Ngoài ra các bạn có thể xem nhiều hơn trên xem và tham khảo nhiều hơn trên web là dương hoàng.net.